răng sau khi mà làm xong thì đã khác hẳn với cái tình trạng trước kia, đã đều hơn nè, trắng hơn và đẹp hơn. Và đặc biệt bây giờ thì mình rất là tự tin khi mà cười tươi rồi. Răng của mình trước kia thì không có được đều màu, cũng như là răng thì bị xưa, cảm giác không có được đều cho nên là mình khá là tự ti. Ảnh hưởng khá là nhiều tới cuộc sống như công việc. Thì thường á, bây giờ mình rất là ngại những cái cuộc vui, bởi vì là mình không có tự tin về nụ cười của mình á. Cho nên là khi mà quyết định làm răng sửa thì mình đã quyết định tới ngay với nha khoa Nevada. Mình cũng từng tẩy răng nhưng mà nó không có đem lại hiệu quả đáng mong đợi. Và mình cũng đã xem trên mạng cũng như là Facebook những rất là nhiều những cái nha khoa người ta cũng quảng cáo chất lượng lắm. Tuy nhiên thì mình đã tìm hiểu về Nevada và thấy cái điều đầu tiên mà mình thích nhất đó chính là rất là chuyên nghiệp. Những cái đội ngũ nhân viên, bác sĩ thì rất là tận tâm, tận tình, đặc biệt là công nghệ Mỹ nữa thì mình rất là tin tưởng. Và gia đình mình thì anh chị bạn bè cũng đã có vài người đã từng làm dịch vụ ở đây rồi cho nên mình càng tin tưởng hơn. Đầu tiên khi mà mình bước vào thì cảm giác không gian rất là thoải mái, thì rất là đẹp. Rồi trang thiết bị thì rất là tối tân hiện đại. Và đặc biệt là bác sĩ cũng như là nhân viên thì tư vấn rất là nhiệt tình và rất là dễ thương. Mà mình mới vừa làm thì mình còn hơi run sợ, nó cũng hơi ê một chút xíu. Mà sau khi đó mình làm quen rồi thì rất là thoải mái, không có đau đớn gì hết.